Hello, xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị quay lại với Giá Xe Kia. Và em là Thuận, đang công tác tại Kia Bình Triệu. Thì trong thời điểm vàng của việc mua xe hiện nay, với việc giảm 50% lệ phí trước bạ đến từ chính phủ, thì các dòng xe đang trở nên hot hơn bao giờ hết. Và trong video hôm nay, em Thuận lại giới thiệu đến quý anh chị mẫu xe Kia Sonet, một mẫu xe 5 chỗ gầm cao, giá tương đối mềm ở thị trường Việt Nam. Chiếc xe trước mặt quý anh chị đây là Kia Sonet phiên bản 1.5 Luxury với giá niêm yết là 549 triệu, và giá lăn bánh tạm đến tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại là 599 triệu ạ quý chị, đã được áp dụng giảm 50% lệ phí trước bạ. Đây là thời điểm vàng để quý chị đặt cọc và mua xe, bởi vì giá xe đang được ưu đãi rất là tốt, giảm giá 35 triệu so với trước và giảm thêm lệ phí trước bạ khoảng 30 triệu nữa. Ưu đãi tổng ưu đãi gần đến 65 triệu ạ quý chị. Một ưu đãi cực kỳ lớn nhất từ trước đến giờ. Hiện tại Kia Bình Triệu vẫn còn rất là nhiều xe đủ màu giao ngay cho quý anh chị. Quý anh chị quan tâm xe cứ liên hệ vào số hotline ở dưới, em sẽ tư vấn hỗ trợ cho mình, kể cả thủ tục trả góp bên em cũng bao đầu hồ sơ cho mình luôn ha. Rồi thì bây giờ quý anh chị cùng em đi sơ về xe. Thì trên xe trang bị cho chúng ta hệ thống đèn là cụm đèn full led ở từ đèn ban ngày, chú cốt pha và cả đèn sương mù luôn ha quý anh chị ha. Đầu xe thì có mà ga lăng dạng 10 hổ đặc trưng nè, với những đường mạo viền chrome kéo dài cho chiều ngang của xe. Đấy, anh chị thấy nhìn chiếc xe rất là thời trang và đẹp mắt ha. Trong chiếc xe rất là thể thao và khỏe khoắn. Ngoài ra ở dưới là 4 cầm biến đổi xe trước, cực kỳ là an toàn và tiện lợi khi anh chị đi xe qua những đường hẹp và đường có xe nhiều. Chiếc xe rất là an toàn. Ngoài ra phần đầu xe là những đường dập nổi trên nắp capo, giúp chiếc xe trông thể thao và chắc chắn hơn rất là nhiều. Một chiếc xe rất là thời trang, cực kỳ là ưa mắt đối với người nhìn nào quý chị ha. Rồi thì tiếp theo đến với phần thân xe. Thì như quý chị thấy thì xe được trang bị cho chúng ta là màu đỏ ha. Rồi phần tiếp theo thì quý chị nhìn sơ đến với phần mâm lốp của xe. Thì Kia Sonet trang bị cho chúng ta bộ mâm là mâm đúc hợp kim nhôm với kích thước là 16 inch và bộ vỏ sử dụng là bộ vỏ Dunlop. Đấy, phiên bản này là phiên bản luxury nên đã được trang bị cảm biến áp suất lốp cho mình luôn. Xe thì trang bị hệ thống phanh là phanh trước là phanh đĩa và phanh sau là tang trống. Trên thân là những đường mạc chrome và tay nắm cửa cũng được mạc chrome. Đây, tay nắm cửa mạc chrome một chạm. Gương chiếu hậu thì chỉnh gập điện và xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương luôn. Ngồi ở đây, quý chị thấy tay nắm cửa mạc chrome này có nút nhấn một chạm nè, rồi những đường mạc chrome trên viền chân kính ha. Đấy. Ngoài ra quý chị mua xe thì bên em cũng tặng sẵn phim cách nhiệt cho mình luôn, phim cách nhiệt Luma của Mỹ có bảo hành cho mình 3 năm ha quý chị. Đấy, rất là đầy đủ tính năng theo xe. Ra thì xe cũng được trang bị ba gam mui với cá phía sau luôn ha quý chị, nhìn rất là đẹp mắt và thời trang này. Đấy. Rồi, tiếp theo đến với phần đuôi xe. Thì phần đuôi xe thì em quý chị thấy về sau có cần gạt mưa phía sau chúng ta này, hệ thống đèn sau full led, logo luxury như em giới thiệu ban đầu. Rồi đó, Kia Sonet nha. Phần sau thì trang bị cho 4 cầm biến đổi sau luôn ha quý anh chị. Rồi camera lùi, đèn phanh phía trên, rất là đầy đủ tính năng ha. Rồi sau đây em sẽ mở cốp cho quý anh chị cùng xem luôn. Đây, chiếc xe 5 chỗ nên cốp rất là rộng ha. Cốp này quý anh chị có thể để được 3 đến 4 vali thoải mái. Quý anh chị đi xa đi du lịch thì cực kỳ là tiện lợi rồi. Có trang bị sẵn thảm lót sàn, lót cốp trên xe luôn, rất là đầy đủ cho mình. Đấy. Rồi, thì tiếp theo mời quý anh chị vào trong khu hành khách ha. Đây là hàng ghế sau của Kia Sonet nha quý chị. Nội thất là chủ yếu là màu đen ha, màu đen với vị trí đỏ này. Ở hàng ghế sau cũng có bệ tỳ tay trung tâm này, đó để nước mình không dùng thì mình có thể gập lên để ngồi ba người ha. Rồi nội thất thì trần là trần màu trắng, tay nắm cửa thì mạc chrome. Phía sau thì cũng có cửa gió cho hai mình luôn, cửa gió tự động hàng phía sau này. Rồi có những cái cổng sạc USB phía sau luôn. Đấy, da ghế thì màu đen ha, khoảng cách thì rất là rộng nha. Ghế đẩy ra hết, ghế trước đẩy ra hết nhưng vẫn dư không gian rất là nhiều, ngồi người sau cực kỳ là thoải mái ha. Đây là không gian phía sau. Xe thì sử dụng hệ thống âm thanh 6 loa tiêu chuẩn của GA quý anh chị, nghe cũng rất là tốt, âm thanh cũng rất là êm ha. Đây, nắm cửa thì mạc chrome nè. Đấy. Rồi thì bây giờ em sẽ đến với con người lái cho mình cùng xem. Đây, bước vào con người lái ha quý anh chị. Đấy, quý anh chị thấy không, rất là đẹp mắt nha. Chiếc xe chỉ lăn bánh chưa tính 600 triệu, hệ thống màn hình nè, đó màn hình giải trí 8 inch cực kỳ là lớn ha, thì nhỏ hơn bản remote một xíu thôi. Rồi cửa thì có lên xuống kính tự động nè, gập gương tự động auto hết nè, cửa gió điều hòa dạng đứng nè, trông rất là thể thao và thời trang ha. Đấy.
Rồi màn hình tắp lô 4.2 inch nè, hiển thị đầy đủ thông tin hàng điện tử luôn ha. Thì có đạp hộ rắn tay nè, rồi cruise control luôn nè. Đấy, vô lăng thì dạng đê khích thể thao. Đấy quý anh chị em, màn hình giải trí 8 inch. Rồi điều hòa tự động không quý anh chị, điều hòa tự động trên xe nè. Rồi trên xe thì cũng có đèn pha tự động auto luôn ha. Đấy, rất là đầy đủ tính năng cho mình. Phía dưới có đầy đủ tính năng như là chỉnh gió nè, chỉnh làm mát đầy đủ. Phần dưới thì có cổng sạc USB nè, cổng sạc tẩu nè, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto đầy đủ cho mình. Đấy, xe thì dùng chìa khóa Smart Key nè, phanh tay thì phanh tay cơ ha. Đây, nội thất của chị thấy rất là đẹp ha, nội thất đen vì chị đỏ. Rồi như em nói thì xe cũng trang bị sẵn cho mình là phim cách nhiệt luôn ha quý chị, phim cách nhiệt Luma của Mỹ nè. Đó, Luma của Mỹ nha, có bảo hành 3 năm cho mình và sổ bảo hành trên xe tất cả đầy đủ hết. Rồi, rất là nhiều tính năng trên chiếc xe này ha quý chị, một chiếc xe cực kỳ là tiện lợi ha. Giá rẻ cầm cao, cỡ B sub nhưng giá cực kỳ mềm, giá chỉ ngang với một chiếc xe cỡ hạng A mà thôi. Đó quý chị thấy không, đầy đủ tính năng. Quý chị mua xe Kia về thì quý chị không cần phải trang bị gì thêm cả, bởi vì các tính năng xe đã đầy đủ hết rồi. Tính năng an toàn bị đầy đủ cho mình như là hỗ trợ khoang dốc AC, rồi hệ thống chống bó cứng phanh ABS nè, cân bằng điện tử EDB nè, rất là đầy đủ không quý chị ha. Xe cũng được trang bị chúng ta là hai túi khí nè. Nói chung thì những tính năng an toàn cơ bản xe được trang bị đầy đủ cho mình hết, quý chị đi xe cứ yên tâm thoải mái gầm cao. Rồi thì em cũng đi nhanh qua về nội ngoại thất rồi, thì em nhắc lại một lần nữa luôn, chiếc xe này có giá niêm yết lại Việt Nam là 549 triệu không quý chị, và lăn bánh là 599 triệu, đã áp dụng chương trình giảm thuế mới, giảm 50% lệ phí trước bạ. Quý chị muốn biết thêm thông tin ưu đãi về giá bán cũng như những cái quà tặng theo xe, cứ liên hệ vào số hotline bên dưới. Nếu quý chị mua trả góp thì chỉ cần đưa trước khoảng tầm 160 triệu là có thể nhận xe về. Quý chị có cần thông tin gì về xe, về các phiên bản, các dòng xe, hoặc là muốn lái thử, liên hệ lái thử, cứ liên hệ vào số hotline của em Thuận ở dưới, em Thuận sẽ hỗ trợ mình hết mình. Video của em xin kết thúc tại đây. Nếu thấy hay thì xin chị cho em một like, một sub để kênh phát triển và ra nhiều video tốt hơn. Xin chào và hẹn lại quý chị.